kính nó ngoài, cái xong rồi cái nước vô. Còn hai này nha, nghĩ là con nít. Em thấy có người cúng vô cái này nè. Nè. Một trái cây nữa. Nghe không đẹp. Bánh trái. Có khi nào nghe xin mến chào cả nhà đã quay trở lại với video tiếp theo của Quân. Hiện tại thì Quân đang có mặt tại Vũng Tàu cả nhà. Khi mà đang di chuyển trên cái tuyến đường của núi Vũng Tàu thì vô tình Quân phát hiện ba căn nhà bỏ hoang nằm trên cái chân núi như thế này nè cả nhà. Thì nãy giờ Quân có hỏi thăm một người chú giữ xe đối diện phía trước ba cái căn nhà bỏ hoang này, thì người chú chia sẻ cho Quân biết là ngày trước nơi đây có một bà cụ lớn tuổi hiện sinh sống phía trong cái căn biệt thự này, nhưng mà không hiểu một cái lý do nào đó bà cụ qua đời hay là bà cụ di chuyển về một nơi nào đó sinh sống rồi cả nhà. Hiện tại thì trong đây nó được bỏ hoang và bên trong thì Quân nghe nói thì có rất là nhiều những cái ảnh thờ và những hình thờ rất là quái dị. Những người đi đường người ta vào trong đây kiểu như là có phần tâm linh, họ vào trong đây để cầu cơ sinh số rất là nhiều luôn. Thì giờ Quân sẽ di chuyển vào bên trong để như là tìm hiểu và khám phá cho cả nhà mình xem bên trong cái những cái căn biệt thự này nó còn những cái đồ vật nào mà rùng rợn hay không cả nhà. Vì thế Quân sẽ lên đây để mà chia sẻ cho cả nhà xem thật hư cái câu chuyện mà những gì mà người ta chia sẻ đúng hay không. Bây giờ mình sẽ đi qua cái căn nhà mà nghe nói chú nói là trên đó có cái bộ xương ở phía sau cái hồ nước nữa. Gì ghê vậy? Mà không biết cái bộ xương nó xương gì anh cũng không biết anh nữa. Giờ cứ đi qua bản thử rồi đại xe qua cái mình sẽ đi qua đó mình khám phá thử coi nhà coi có bộ xương hay không. Nhưng em thấy ba bốn cái gì luôn. Còn chú nói là nhà nào thì cũng còn những bàn thờ mà người ta cúng rất là nhiều. Dạ. Nghe nó ghê lắm. Đi. Coi bên kia có cái cầu thang à, bước lên luôn. Mà lấy xe đi nè. Để mình đi thử cái như thế nào cả nhà. Trong đây thì nó tùm lắm, một khu rừng vậy đó. Căn nhà này ngày xưa hình như là người ta mở quán ăn thì đó, người ta bỏ cũng khá là lâu rồi. Sao có mấy cây gòn to với thằng người ta? Đúng rồi. Hả? To lắm à, bự á. Nhưng mà mở quán ăn mà đi lên đây chắc khó à, chắc để xe dưới lề quá à. Chắc em nghĩ dựng phía dưới lề đâu á. Ôi mà sao quán này nhỏ quá ta. Anh Hồng tiếng còi ăn cái nhà. Ôi tao nói cho anh cái cây gòn quả chạy đậu thiệt chứ. Em có thấy điều gì lạ trên cây gòn không? Nó có rễ gì vậy hay là rễ của cây khác? Em nghĩ chắc rễ cây khác nó đi theo nó quấn hay gì á. Ừ. Ơi của cái cây này nè anh ơi. Hử? Cái cây này nè. Đây là cây gì? Em cũng không biết luôn nữa. Nè, cây này nè. Sao mà rễ dưới thằng ta? Này cái gì ta? Không rành nữa cả nhà, không rành luôn. Cả nhà biết cho Di biết với nha. Cây này nhà lạ lắm. Cái cây gọn này như cái cọng dây á. Cái gòn này có nhánh này rồi. Ở bên trong người ta vẽ rất là nhiều nha. Chú nói phía sau cái hồ nước còn bộ xương. Bộ xương hả? Ừ, anh không biết bộ xương gì. Biết là xương con chó hay là xương gì anh không biết. Chú nói thúi lắm. Đây là cái khu vị trí rất là đắc địa luôn cả nha. Ừ. Thấy còn mấy gấu bông. Có gì? Gấu bông á. Còn xài được không? Xài được cũng không dám xài nữa. Rồi. Ghê quá. Gì vậy? Ghê. Đi. Ghê lắm. Đi vô. Nè. Ôi. Sao có chén nào ghê ta?
Sáu anh bài vậy? Hả? Sáu anh bài vậy? Những cái bài vậy này. Ây da, mình đứng xa xa cho cô chú xem. Em thấy là hình như ảnh bãi vị này của ông bà ngày xưa lâu dữ lắm rồi anh. Em còn thấy được những cái gương mặt không? Như nam nữ gì không? Còn anh. Hai ảnh này là của người nam. Nam. Cái bên này, như là nữ không? Ảnh này người nữ. Hai người nam hả? Hai người nam. Còn người kế bên? Bên này nữ. Còn ảnh này tao thui luôn. Ồ, cái ảnh thứ ba là như nó ảnh này hả? Ừ, nó nhè nhè giống bướm ha, hai con mèo ha, đúng không? Không thấy được anh, hình như kiểu như bị mất cái lồng kính đó. Ừ? Bị mất cái lồng kính nó ngoài cái xong rồi cái nước vô á. Còn hai này anh nghĩ là con nít. Ừ, em thấy có người cúng nhiều lắm vậy nè. Nè, để nó người ta để người ta cúng á, bị ba cái lá cây anh. Em nghĩ là những cái này là chắc để cúng luôn. Đây là cái gì? Chén hả? Chén bát, những cái ly tách rồi. Đây em gỡ cái chén cái này lên nào. Cái chén kìa. Dạ. Ừ. Cái nào anh? Cả nhà nghĩ sao về cái căn nhà này? Tại sao người ta không bán mà người ta lại bỏ những cái bàn vị ở đây? Và những cái bàn vị này nó có liên quan gì với cái chủ của căn nhà này? Em nghĩ thường thường nếu mà người ta bỏ đi, người ta dời đi, người ta cũng phải đem ảnh thờ của gia đình người ta đi chứ. Đúng rồi. Thôi, bỏ đi. Cái này còn có cái đầu đi cúng nữa. Nó môi tùm lum hết trơn cả nhà. Ủa cái dĩa này mới to nè. Dĩa nó mới to nè. Mới luôn. Ở đây lúc nãy mình đi lên mình thấy có ba căn nhà bỏ hoang cả nhà. Đúng rồi. Mình cứ nghĩ là sẽ có bàn thờ nhưng mà không biết là căn nhà nào có bàn thờ. Nhưng mà qua đây cái căn này nó còn dữ hơn cái bàn có bàn thờ này cả nhà. Nó cả là một cái ghê thiệt chứ. Hả? Khủng khiếp thiệt chứ. Nó cả cái bàn vị luôn chứ không phải là bàn thờ nữa. Chú thì giữ xe đối diện quán cà phê cả nhà, chú còn không dám qua đây luôn. Chú nói có cũng lâu lâu cũng có người tại cầu cơ xin số này nhiều. Ông nói đây linh, ông không dám bước lên đây luôn. Trứng gà nè. Thấy cái muỗng. Ồ cái muỗng. Nhìn tưởng trứng gà thôi. Thấy cái ly hả? Đúng rồi, những cái đồ để cúng anh. Ừ. Niệm. Bị tróc nắp hết rồi. Anh nghĩ chắc bỏ lâu lắm ha. Anh bỏ lâu lắm rồi. Nhưng mà sao vẫn không đem những cái bàn vị này đi. Mà cái cây gòn này thì có thể là nó có trước căn nhà này luôn á. Cây gòn lâu dữ lắm rồi đó. Nó chèn qua cái mái nhà luôn rồi. Anh nghĩ chắc khoảng vài tháng nữa thì căn nhà này sập. Dạ. Tại cây gòn nó chèn quá. Anh thấy một phát rồi, cây gòn cũng đè. Nó nhiều quá nha. Để mình xuống sao thử đây. Thật tiếc là hôm nay mình... Ôi, nghe quá. Ôi ôi, ở phía sau kìa cả nhà. Nhìn kiếp chưa. Gió luồn lạnh lạnh này chứ. Đây bụi rậm không? Nãy ông chú nói trong đây bàn ghế còn nhiều lắm mà sao? Em nghĩ có thể những căn kia hết rồi quá. Này thấy có một cục đá lạ quá. Ôi, nè. Hết hồn. Nè. Hết hồn. Nè.
Anh tính nó mới nói thấy cái cục đá này lạ. Anh mới hỏi sao cục đá này nằm trong đây. Cái này có một con gà trên số nè. Ông ơi, coi chừng rắn ông ơi. Coi chừng rắn. Khỏi bươi hả? Ý là coi chừng rắn á. Đi quơ quơ á. Chứ nó có hồ nước có bộ xương không ta? Rồi kêu rắn chừng rắn ở trên đây nguy hiểm đó. Hả? Coi chừng rắn ở phía trên đây nguy hiểm đó. Sợ nếu căn nhà này thật sự nếu mà đi ban đêm anh nghĩ là nó thú vị nha. Thú vị lắm luôn á. Cả nhà nghĩ thế nào nếu mà hai anh em mình đi ban đêm? Cây cối nè. Chằng chịt luôn. Theo em nghĩ chắc ở đây cũng có cái vụ gì ở đây nè. Đó là cúng đó. Người ta mới bỏ đi ở đây linh lắm người ta mới vô đây người ta cúng kiến nè. Em đi qua mấy bên kia kìa. Có dạ. Thủ đất kia có gì đâu không? Anh đứng này. Đây thì mình thấy cúng bánh trái nhang đèn rất là nhiều đó nha. Không, cái này nhà vệ sinh hôm nay. Hả? Nhà vệ sinh. Rồi. Chạy được suối mà có cắm gì đâu, ống hút hay gì kìa. Rồi nhang cắm ngay ốc cửa. Nè cả nhà. Nhang cắm ngay ốc cửa nè. Ngay cửa luôn. Rồi chai nước nữa. Chai nước này mới khui nè. Ủa chai nước này nên nó có hai cái lỗ ngồi ngọ ta. Em nghĩ của mấy bác sĩ xã hội á. Không. Nó đang quay à. Để gì nó uống luôn hả? Nó để nó ấy nó phê á. Ngộ trời. Chị em quay hai lỗ đó nha. Thôi xong thường thường mình không biết thiệt luôn đó nha. Đây nè. Đây thường thường đi mấy căn nhà quen thấy hay có. Mà không biết sao là ở đây có cái gì ở đây nè. Này cái này kiếm xung số hay sao? Em coi có số không? Thế này thế nào? Mình sẽ đi ra phía sau luôn coi như thế nào. Này đây cắm ngang à. Em nghĩ là nhiều người tới đây lắm anh. Ừ. Nhiều người lắm chứ không phải một đống ngang nha. Thấy không? Rất nhiều luôn. Một trái cây nữa nè. Ngang đẹp. Bánh trái. Có khi nào ngày xưa ở đây là cái vụ gì không anh? Không phải cái mộ đâu. Anh định nghĩ anh đứng cái mộ không phải đâu. Để, anh ra phía sau coi gì đóng không? Bước lên lại luôn hả? Đi được đúng không? Phía sau lên luôn. Ở đây cũng có hộp gà quá trời. Nè, ôi, cái hộp gà có số ra đây nữa. Đâu? Nè. Lâu lên mở lùm cây. Nè. Anh đi vô cái nhà ngay đây nè nha. Nè. Mà bị bể rồi. Sợ, cái sợ lụm. Có giải số nữa đó. Ờ, à, đúng rồi, ở đỏ. Có cái hồ nước đó anh. Hồ nước nè. Giờ chắc chú nó có bộ xương trong đó quá. Biết có không nha. Nó không hù được đâu nè. Có à, bỏ chạy rồi. Chú thúi à. Ừ, thúi á. Có. Ai biết. Có. Xương thì nó đang tôi lùi vậy à. Nước không sao ấy. Sao biết có không? Nó mũi nó chết chết. Có mà. Đâu? Được rồi, rồi để anh kiếm đường nha. Chưa. Em đỡ cái nè. Chưa kiếm đường lên cho ta. Đây là lên đi em đỡ cái nè. Ây da. Được rồi, đuốc rộng ra. 1, 2, 3. Ây da. Ây da. Cây nhà hay ghê không? Có cái cây gai trước mặt anh kìa. Cây gì vậy? Cây gai. Cây gòn hay gì á? Gòn đâu gòn? Cây gì gai không cây gòn cái loại kìa ông nội. Nói cây gòn. Cây gì á? Rồi, lên rồi. Mới bị dính chưởng nữa cả nhà. Đây anh thấy có cái đường mòn nè. Chắc là đi qua những cái căn nhà kế bên.
hết rồi. Đi, em đi trước đi. Ôi, ở đây ai đâu mà vô đây trồng xả. Ôi, không phải. Cây này khủng khiếp nè, cây cũng cây gòn như nè. Mà chết rồi. Đây lên muốn tụi cái áp luôn rồi. Này giờ đi về xong chắc hai anh em bệnh luôn quá. Thấu xì. Nó có chỗ cái niệm rồi. Ai, ai ngủ hay cúng kiến gì đó rồi. Tốt không? Ôi ngồi rồi. Thôi anh em mình cẩn thận. Em cầm một cái rồi khỏi em cầm về nhà luôn á. Em cầm cái, em cầm lên vô. Em cầm lên anh coi coi. Khủng khiếp thiệt chứ. Cái này là chỉ là mới góc nhỏ của cái... Có thể là gì nè. Biết có nằm khúc nào. Chừng ba con quýnh thôi là nhập viện liền. Đi nhà kia. Bên kia có căn nhà bỏ hoang nữa cả nhà. Các bạn đi khám phá coi cái căn nhà nào mà có cái bàn thờ. Ôi, cái này, cái góc này sắn nhìn hôi sắn chứ. Ngồi chứ. Cái me. Không biết ở đây là vô khu quy hoạch hay là như thế nào mà mình thấy những căn nhà mé bên đây đều bỏ hoang hết cả nhà. Hay là do sạt lở đất hay sao đó. Người ta không dám ở không à? Anh nghĩ sạt lở đất thì chắc không có đâu ha. Dạ. Đây có một cái kia. Thì mặc dù đây chỉ là những cái căn nhà cấp 4 bình thường thôi. Có ai tới đây cúng kiến gì nữa nè. Ai sống đây hả? Nè cả nhà. Cũng hình như hình. Hình như ngày trước có ai sống đây nè. Ồ, nè, em thấy chổi quét quá trời luôn nè. Anh nghĩ chắc mới á. Ôi, cái mụn kìa. Thấy chưa? Mụn ghê vậy. Cái màn cái mụn hả? Cái mụn là cái màn vậy đó. Biết còn ai ở quán không á. Đi ra phía xa cho mà đi tránh coi. Có thể ông chú nói là căn nhà này còn bàn thờ nên người ta che chắn lại nè. Giờ để hai anh em mình đi qua bản đó coi sao. Cái này mà đi buổi tối nó phất phơ vậy. Đi với chân anh nha. Con tắc ké kỳ nhông. Nói chung ở đây có nhiều bác sĩ xã hội. Con này hôi lắm trời. Hả? Con này nó hôi lắm. Hôi hả? Cực kỳ luôn á. Chắc ai phóng uế bừa bãi không trong cái bụi đó quá. Ừ, phải em ơi, con gì chết à? Ừ. Đúng rồi. Em nghe mà không sợ, nãy giờ không sợ. Mày có cái áo khoác của ai nè. Ừ. Có cái áo khoác này nè. Từ từ. Áo khoác kia. Đây, tôi đang ngủ nè. Chắc em nghĩ cho ngày trước mấy người vô cư thôi ta. Ừ.
Không biết sao gió lạnh thế kìa. Phải đừng trên đầu nha. Ông nha. Không phải. Nhà cô rét hả? Nhà bếp. Cô rét nhà bếp rồi nha. Cây nè. Đi qua bên đây đi. Qua nhà bên đây. Chắc cái nhà bên đây là cái nhà mà có bàn thờ quá. Trong cái con này nó hơi yếu. Đi này luôn nè. Đi này luôn nè. Đi này luôn. Nghe qua nè. Tại vì chú nói là có một cái nhà có cái bàn thờ. Thờ cúng nhiều lắm. Em cầm máy không? Đợi anh đi. Đợi anh được rồi. Không biết là cái nhà nào, nghĩ là nhà nào cả nhà. Tại vì nhìn cái không gian nè, nó u ám. Mình nghĩ là vậy. Có cây me nữa cơ. Cây me. Ui. Ai chắn là gì ta? Hả? Có ai chắn là gì? Ai vậy? Có ai không? Sạc 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 đi cho nó. Hả? Nghe sạc 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 đi. Tiếng hả? Rõ ràng. Từ từ. Anh lên nè. Dạ. Hả? Không. Có ai không? Không có ai đâu. Đi. Nghe tiếng rồi không biết qua thế nè. Hả? Từ từ. Từ từ. Bị sập đúng không? Sập. Giờ ma, giờ quỷ. Đi. Nhìn đây hả? Đi này nè. Đi sao lên nè. Võ. Võ ai? Đi. Ở đây. Kinh Phật quá trời luôn nè. Ừ. Kinh Phật quá trời nè. Lịch vạn gì nè. 2010 tới nay. 2009. Nhưng mà nó gì rõ rồi. Lịch vạn sự là gì đó. Cũng như coi tuổi đâu anh. À. Còn này. Kinh. Kinh. Kinh Thánh. Thật ra. Cho có nhiều rất là nhiều chai nước. Lúc trước á. Cái căn nhà này là của một bà cụ. Anh có từng ghé đây. Để mà cho tiền cụ. Nhưng mà anh có quay một clip rất là ngắn. Tại vì anh không quay dài được. Biết sao không? Dạ. Mũi nó chích anh. Anh có sức sốc phèo luôn mà mũi nó chích. Là ngày trước anh ghé đây rồi. Đúng rồi, anh ghé anh cho tiền bà cụ rồi. Dạ. Không biết bà cụ nay còn sống hay không. Hồi nãy chú mới nói là có. Lúc trước bà cụ sống đây. Em thấy dép là quá trời luôn. Mày không biết bây giờ là. Ai sống ở đây? Để bà cụ qua đời ta. Kỳ anh ghé là bà cụ lớn chưa? Ừ, cụ già rồi. Em nghĩ chắc mất rồi quá. Nay anh ghé lâu chưa anh? Cũng năm mấy rồi, năm mấy hai năm rồi. Dạ, em nghĩ sao mất rồi quá. Nồi hả? Cái nồi. Anh ghé, anh với anh Tình đứng đây nè. Cho bà cụ tiền, bà cụ đứng ngay chỗ em luôn á. Nghe nó rồi. Bà cụ. Ừ thiệt. Bà cụ có một con chó. Dạ. Mà mỗi lần con chó bán cửa đóng cửa mà. Mỗi lần con chó nó chạy ra là mũi chích con chó hay con chó kêu ẵn 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 luôn. Kìa. Nếu mà giờ ai cô chú nào mà xem lại cái clip đó sẽ thấy. Này cái căn nhà này của bà cụ luôn. Phía sau đây có gì không? Anh chưa ra nè. À, những cái lu nước của bà cụ hồi xưa còn. Ôi, hết hộp rồi. Vô. Nó sủa.
Tôi nghĩ đến những đôi dép này chắc cô bà cụ xưa nè. Từ từ, cho bó sủa nha, hết hồn. Cái này cái gì đây? Bếp than nữa. Bếp than ngày xưa. Than củi nè. Dép này. Là ngày trước anh ghé là bà cụ sống đây có một mình luôn hả? Đúng rồi, sống một mình, mũi rất là nhiều. Không có con cái gì luôn. Không có con cái. Là kiểu như là bà cụ nhờ cái căn nhà quan này hay là nhà của bà cụ? Nhà này của bà cụ luôn. Nhà của bà cụ luôn. Ừ, bà cụ nói nhà này của bà. Hồi xưa anh nhớ là anh đứng đây nè. Dạ. Anh không có dám vô. Bà cụ thì ở hôm trước đó. Đóng cửa lại. Có bị ten ban gì chưa? Có. Bị dồi luôn. Ừ. Mà mấy tường này không có bị nha. Dạ. Mấy tường bên sau lưng này mình không có bị nè. Chỉ có đây thôi. Mũi lắm nên không dám vô. Coi kiến này à. Ôi. Có tấm ảnh thờ gì kìa. Cái gì vậy? Từ từ. Từ từ. Em bước qua đây nè. Ghế này ngày trước chứ bà cụ ngồi. Ghế chứ bà cụ ngồi. Dở lên. Dở lên hả? Ờ, cái gì đâu. Nam Mô A Di Đà Phật. Chanh. Cái điển không? Chanh à? Đó. Không chanh. Đó. Trời ơi. Bà 90 tuổi lận. Trong tấm chanh này để 90 tuổi. Vậy hả? Còn 90 năm tuổi nhưng em nghĩ là chắc bà đi. Em coi 90 tuổi mà, nhưng mà năm mấy? Không có để năm thôi. Năm mươi Phật. 2021. Vậy là bà năm nay là gần 94 tuổi rồi. Ủa? 93 tuổi. 93. Vậy em nghĩ chắc bà qua đời quá. 93 tuổi. Năm mươi Phật cho con để tấm hình ở đây. Đây đây. Cái chén à. Nghĩ chắc của bà quá. Đúng rồi, mũi thiệt anh ơi. Mũi này ếch rồi. Mũi này ếch. Đây là bàn thờ. Ôi, em có nghĩ nhìn lên đầu em coi. Trên đầu em nghe không? Thấy gai gắn không? Không. Đó, trắng trắng đó. Này. Thồng thồng, ừ. Ồ, ghê vậy. Em có nghĩ cái bàn thờ nằm phía trong nhà đó. Em nghĩ chắc trong đây nè. Hả? Trong đây nè. Vậy ai sẽ là người thờ ở đó? Chắc bà cụ. Bà cụ chết thì sao bà cụ thờ? Ai đâu thờ, bà cụ có con hả? Kìa nó hỏi bà cụ. Lâu quá nó không nhớ, hình như là không có con. Khi có chồng không có con, hay là có chồng mà có con, hay là con đi đâu á? Khi có chồng có con mà gì đó. Vậy là em nghĩ là có thể là thờ chồng của bà cụ. Là ông cụ. Tại vì đợt trước anh cũng không có vô trong đó nữa. Tại vì sao? Dạ. Mũi quá trời mũi. Nếu mà em về em xem clip đó lại á, con mũi nó cắn con chó mà. Rồi, con chó là ăn ngẳng luôn. Ở đây gạo của bà cụ xưa, cái bao gạo nè. Ừ. Mì nữa nè, mì quá trời luôn. Biết có ai trống không, nghe tiếng phật phật á. Ôi trời ghê quá anh ơi. Ừ. Đây ghê lắm. Đâu, mở cửa thôi. Ghê lắm. Anh nghĩ giờ nó thoáng nên là không có bị mũi nữa đó. Ok. Ngoài cúng á, mới cúng luôn. Hả? Mới cúng luôn, có người nào mới cúng luôn. Có bàn thờ không? Bông buồn tôi rối luôn á. Có bàn thờ không? Em chưa thấy được bàn thờ. Ôi, có. Ừ? Có. Ghê lắm. Cho con xin phép hai anh em con vào bên trong đây nha. Thú gì ta? Trời ơi, thằng chi nãy gió. Thằng chi ông chú cũng nói buổi tối nghe tiếng hút sáo chắc này quá. Đó. Kinh. Wow. Phía sau anh à? Ừ. Bà
thuốc. Đứng im coi, kiến bu chân okay. Kiến cậu cẳng. Cái này em nghĩ mới nè, bông này còn rất là tươi. Cái bóp kìa, cái bóp bà cụ kìa. Dạ. Em coi cái bóp này còn không? Thôi em không dám mở cái đâu. Đó, kéo ra. Không, bút không. Không làm lành, nó rớt đi. Em nghĩ là chắc bà cụ mất rồi anh ơi. Tại vì tương đó, nếu mà bà cụ đi chỗ khác là những nước tương thì còn nhiều lắm anh nghĩ trong hộp à. Quá trời luôn á, mười mấy chai á. Nếu bà cụ đi thì bà cụ phải đem theo còn để sử dụng chứ. Thằng thờ này ai để đây ta? Ví tiền nhân bạc. Ai đến đây cúng ngồi vậy? Bông này bông mới. À, hồi nãy cái tiếng này là do cái tiếng... Đúng rồi. Cái trà đâm tiêu phải không? Thấy anh. Khủng khiếp cái trà đâm tiêu. Còn cái này cái gì? Cái rế hả? Cái nào? Cái... Đúng rồi. Ghê thiệt chứ. Nghe cái tiếng này tối đi bỏ chạy luôn. À, có bản mương thọ kìa, em coi kìa. Dạ. Bản mương thọ kìa. Đóng cửa lại luôn. Đóng cửa luôn hả? Ghê vậy? Lát sao chạy? Hả? Có gì đâu mà chạy. Thôi. Ôi. Nãy kêu đó giờ kêu tới trên thông luôn hả? Cái này là 85 tuổi ở trên anh trời. 90 năm mấy? 2021. Giờ nay là bà cụ, nếu mà 2024 là cụ 93 tuổi. Không, em nghĩ là bà mất rồi anh ơi. Em thấy đây có bàn đàn cày trắng rồi nhiều lắm nè. Có thể là ngày trước bà mất cái thợ đây gì, con cái bà giúp về hay gì á. Quần áo. Quần áo của bà nè. Ủa anh, mà bà sống ở đây một mình vậy? Và những cái vách núi đường đi lên đi xuống bà mới chín mấy tuổi. Bà tự đi luôn. Tự đi luôn hả? Ừ. Hàng ngày đi nhặt cái chai bà đúng củi. Đi nhặt cái chai đúng củi. Ừ. 90 mấy tuổi. Đúng rồi. Đèn cày trắng. Nghe. Ủa. Cái miếng trẻ bàn này anh nghe thấy quen quen ta. Đâu. Bây giờ thấy hot trend ở trên mạng lắm á. Mặc mai đồ mặc để mặc á. Đúng không? Kiểu mấy người mấy Trung Quốc làm kiểu trên mặt bộ đồ bộ với lại dán xe. Đúng rồi, đó là cái của cái thảm trẻ bàn thờ. Ôi nghe nghe mà hình như bà uống thuốc gì anh, bổ gan bổ thận gì á. Nước mắm bổ gan bổ phổi. Nước mắm còn nguyên si luôn đúng không? Nước mắm nè còn nguyên si luôn, chưa có lọt luôn. Chưa, nhiều lắm. Em xài không? Thôi không dám. Ở đây những người ta gần này người ta còn không dám thấy luôn à. Người ta vô đây người ta cúng à. Này quần áo của bà sao không đem về đốt để đây ta? Nếu bà mất là phải đốt chứ sao để gì ha anh? Ừ. Sao có bàn thờ? Có quẹt không? Coi coi, trên bàn thờ có quẹt không? Thắp cái hương đi cả nhà. Không có luôn. Không có luôn à? Dạ. Coi vậy em xin lại đi. Đồ rất còn nhiều. Ở đây có những cái thư của bưu điện rất là nhiều luôn. Không biết là bà nhặt về hay là thư của bà vậy, anh không gần á. Có thể là nhặt về để mà bà bán á, vậy chai á. À, tại nãy anh chia sẻ em là bà hành nghề nhặt với chai đúng không? Ừ. Bà bên đạo Thiên Chúa. Quá trời những cái... Cái vòng chuỗi bà đeo. Thuốc mì tôm còn... Là bà
bà ngủ đây nè, trong đây bà luôn có một con chó nữa. Con chó màu trắng. Anh còn nhớ cái ngày vô đây rồi con chó nó chạy ra nó cắn. Nó chạy ra nó bị mũi cắn á. Dạ. Chịu không nổi luôn. Cái ghế này em nghĩ chắc hơn ngày bà ngồi nè. Ừ. Ghế đây bà ngồi. Những cái tiếng này có thể là khiến người đi đường sợ nè. Tại vì khi mà đi ngang đây mà nghe những cái tiếng vậy ớn lạnh luôn. Nó chịu cái á. Dạ. Chìa khóa hả? Chìa khóa. Chú đó nói là chính xác rồi đó. Căn nhà có những ảnh thờ với những tiếng kêu kỳ lạ với lại một cái căn nhà mà có nhiều ảnh thờ hay là những còn cái căn nhà có nhiều cái bàn thờ. Ủa, sao vậy ta? Nó lộn vậy ta? Một cái căn nhà có cái bàn thờ với lại nhiều tiếng kêu kỳ lạ là căn nhà của bà cụ nè. Đúng rồi. Tại giờ nãy lúc mình lớn lên nghe tiếng két đó. Dạ. Y chang có người vậy đó. Còn căn nhà mà có nhiều ảnh thờ là bên kia. Dạ, có cúng kiến trên xuống đề. Có thể là bà đã mất rồi cả nhà. Thì lúc đầu anh không nghĩ là cái nhà này của bà đâu. Tại cái bà cô bà chỉ xuống đây thì anh cứ nghĩ là cái căn bên kia. Dạ. Rồi xong rồi cứ mình đi xuống đây là anh mới sực nhớ là cái căn này của bà cụ ở. À. Rồi qua bên đây thì mới thấy luôn cả nhà. Lúc đầu là Di cũng nhớ mày mãi thôi, Di cũng không có nhớ rõ tại vì ở đây một lần à. Di quay cái clip đó như khoảng 11, 12 phút gì đó. Là mũi chích quá trời nha, chịu không nổi. Phải bỏ chạy luôn Di cho tiền bà xong rồi Di về luôn, Di cũng không có quay nữa. Lúc đó tiền bà hình như Di cũng không có đăng clip luôn ở nhà. Đây. Nó cắn đau quá. Nên thôi. Nãy em đi đường này đúng không? Đi đây nè. Nha. Thì anh em mình cũng khám phá tới đây cả nhà, thấy cũng ngần rỡ nhưng mà buổi tối đi chắc cũng rợn dữ á. Buổi tối đi mà nghe những cái tiếng kêu á, anh nghĩ rợn người á. Chắc mình kết thúc video luôn hả Quân? Dạ. Thì nãy giờ cô cả nhà mình cũng xem cái video Quân với lại anh Di khám phá những cái căn nhà bỏ hoang. Và đặc biệt thì cái căn nhà đầu tiên thì Quân với lại anh Di thấy có rất là nhiều những ánh thờ, tổng cộng là tới 6 ánh thờ. Phía sau nhà thì cúng kiến rất là nhiều luôn, kiểu như là những người ta vào bên trong người ta cầu xưa xin số gì đó. Và tới cái căn nhà thứ ba là cái căn nhà của bà cụ ngày trước sinh sống đó nha. Thì theo Quân thấy trên những cái tờ mà mừng thọ là bà năm nay khoảng được 93, 94 tuổi nha, có thể là bà bị mất rồi. Nên hiện tại bỏ hoang bên trong thì còn rất là nhiều những cái ảnh thờ và cái nơi cúng rất là lạ luôn. Mà những cái tiếng kêu nãy giờ ở trên cái tường này nè làm cho Quân rất là hoang mang và sợ luôn. Thì cái video cũng dài rồi thì Quân cũng cảm ơn cả nhà đã đồng hành để xem hết cái video hai anh em khám phá trong những cái căn biệt thự bỏ hoang này. Thì Quân cũng hẹn cả nhà và ông bà cô chú anh chị mình ở video tiếp theo nha. Nếu thấy hay thì hãy like và đăng ký kênh ủng hộ cho hai anh em của Quân nha cả nhà. Bye cả nhà.